khi em tụi con thơ. Hết rồi. Khi em tụi con thơ. Đúng không? Hợp lý không? Nó cũng tạm tạm thôi, chứ không biết là nốt gì. Không có gì mà tuyệt vời. Là xong rồi. Xong rồi. Đặt đâu không? Đâu, xe à? Nghe nhá. Anh ấy, ở dưới kia hàng ngàn người đang nhìn anh. Cố lên. Này ơi, các bạn gì ơi. Từ. Tự nhiên chúng loáng đầu nó quen mất rồi. Anh em bình tĩnh từ từ, chưa xong. Mình học nó nhanh nhanh lại.